À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Trong một đêm mưa rồng sấm chớp, một cô bé 13 tuổi đang ngủ say bỗng A. Đái dầm, B. Bị sét đánh, C. Biến thành gấu trúc, D. Thấy mình quá xinh gái. Bạn nghĩ đáp án đúng là gì? Câu trả lời sẽ có trong bộ phim hoạt hình ngày hôm nay. Chuyển từ fucking đỏ Turning Red, nhân vật chính trong phim gồm có cô bé May Lily, hay còn được gọi là May May, 13 tuổi, đứa con duy nhất trong gia đình người Hoa gốc cây, tạm trú tạm vắng tại Toronto, Canada, kinh doanh du lịch tâm linh nổi tiếng nhất khu phố. Bố mẹ của May, ông Jin bà Minh, một cặp phụ huynh châu Á điển hình, hết lòng hết dồi vì con cái. Cũng giống như mẹ của tôi, bà Minh mang trong mình một con quái vật, thứ sẽ xuất hiện mỗi khi bà nóng giận. Ok, vào phim. May May là một cô bé được giáo dục rất kỹ, chuẩn con nhà nòi châu Á, giỏi việc lớp, đảm việc nhà, với ông bà thì có hiếu. Tuy nhiên, cũng giống như mọi cô gái mới lớn khác, Maylin có máu nổi loạn ngầm, luôn khao khát được thoát khỏi sự kìm kẹp của bố mẹ, tự do làm điều mình muốn. Hy vọng là em không quá ham muốn làm phò. Ở lớp thì May thân với một hội chị em, bao gồm xanh, đỏ, tím và vàng. Cả bốn thân với nhau vì có chung một thần tượng, đó là nhóm nhạc Hakate. Maylin mê Hakate đến mất trí. Tuy có bản lĩnh để nổi loạn, nhưng May chưa từng dằn trá lời mẹ mình. Hết giờ học là ngoan ngoãn về nhà, phụ giúp gia đình trông coi đền thờ. Khi thấy mẹ mình ghét Hakate, May cũng chẳng dám lên tiếng bênh vực thần tượng. Thậm chí lỡ say nắng một anh đẹp trai ở cửa hàng tiện lợi, cũng len lút giấu mẹ. Không phải vì sợ, mà là sợ vãi đái. Maylin không muốn làm mẹ thất vọng, nên luôn tự áp lực bản thân, trở thành một người con đáng tự hào. Tôi không rõ cách trở thành một đứa con ngoan là như thế nào, nhưng hình như đi ngủ lúc 9:30 tối là hơi sớm. Anyway, ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, May say giấc vẫn chưa biết gì. Nằm mơ giấc mộng ly bì, sớm mai tỉnh giấc ly kỳ xảy ra. May sau một đêm, bỗng chốc thấy mình quá gấu trúc. Cô hốt hoảng, nhưng không dám nói cho bố mẹ biết. Bà Minh tưởng con mình dậy thì nên chuẩn bị 7749 loại thuốc và 9981 bịch DNA Sensi Cool. Đã bảo là không sao rồi, mẹ nách ra ngoài đi. Mày nói cái gì cơ? À, ý con là mua áo của The Next Level đi. Ok ok, mẹ sẽ mua. Giật mày, nồi cá kho su hào đột nhiên cháy khét, cứu May khỏi một pha can lộ lộ anh lần đi bộ. Trở về phòng trong tâm trạng 7 phần hốt hoảng, 3 phần hoảng hốt, cô bé nhảy tót lên giường và tự trấn an bản thân. BTS yêu mày, Blackpink yêu mày, HKT yêu mày. Quả nhiên, cách này có hiệu quả. Các chi của gấu trúc đỏ bắt đầu tiêu biến như Nick Vujic. May trở lại, nhưng rồi lại biến thành gấu trúc. À há, thì ra, sự bình tĩnh chính là chìa khóa. Nghe giống húc vừa lờ. Sau đó cô bé vẫn đến trường như bình thường, nhưng mẹ mình thì không. Bà đến tận nơi để theo dõi May, đề phòng cô bé gặp rắc rối với cái đông hoa nở trái mùa dưới đụng quần. May ơi, con quên mang vệ sinh này. Tiếng gọi của mẹ mình như một vết chém thẳng vào lòng tự trọng của May, khiến cô bé xấu hổ và bắt đầu bùng nổ. Ơ lạ vỡ lờ, cả con gấu to như này chả ai quay lại nhìn. May vội vàng bỏ chạy, mẹ mình thấy thế thì cũng vội vàng đuổi theo. Cứ thế, hai mẹ con rượt đuổi nhau như show Running Man, từ khu phố này sang khu phố khác. Thậm chí bà mình còn phải bỏ cả xe ô tô lại giữa đường để chạy đi tìm con. Spoil, bà này không thèm quay lại lấy xe. May cứ thế chạy một mạch về nhà, chui vào phòng rồi khóc lóc các thứ. Bố Jin lo lắng chạy vào xem. Oh shit, chuyện này bắt đầu rồi sao? What the fuck, bố biết à? Bà Minh đành dẫn con tới điện thờ và cùng lật lại profile của gia phả. Khoảng 5 tỷ năm trước công nguyên, đất nước đương thời chiến tranh loạn lạc, nam nhi trai tráng thì đều phải lên đường nhập ngũ. Tôn gì, bà cụ tổ 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 của May là một trong những người mẹ phải ở nhà trông con cho chồng đi đánh giặc. Thế rồi vào một đêm kinh nguyệt, thần linh đã ban cho Tôn Di khả năng sử dụng cảm xúc để biến thành thần thú gấu trúc, mạnh mẽ và to lớn. Nhờ vậy, bà đã đánh đuổi hàng ngàn đạo quân xâm lược, bảo vệ dân làng. Năng lực kỳ bí này cứ thế được di truyền cho con cháu đời sau của Tôn Di. Bất kỳ đứa cháu gái nào tới tuổi cập kê đều biến thành gấu trúc đỏ. May nghe xong thì cáu sôi máu, vì nghĩ đây là một lời nguyền. Bình tĩnh con gái, lời nguyền này có thuốc giải. Tất cả những gì cần làm là một nghi lễ, được tổ chức vào lần đến kỳ tiếp theo của mặt trăng để phong ấn linh hồn gấu trúc đỏ. Tuy nhiên, từ giờ đến lúc đó thì May phải hạn chế tối đa việc biến hình. Nếu không, cô bé sẽ phải sống chung với nó mãi mãi về sau. Giữ con mẹ nó lại đi, sợ gì? Để tránh việc May hóa gấu đập chết cả nhà, cô bé được xếp cho ngủ ở phòng riêng. So với cái nhà tù thì phòng này rõ ràng là có giấy dán tường đẹp hơn. Tôi thì không giỏi tâm lý học cho lắm, nhưng nhốt một đứa bé đang bất ổn tâm lý vào một phòng kín, nghe 30 sai vừa lử. Đúng như tôi dự đoán, May quằn quại như điên dại, mọi cố gắng chống trả đều trở nên bất lực, cho tới khi hội chị em gây khế tìm đến. Liều thuốc tinh thần mang tên tình bạn đã kìm hãm cơn ngáo đá của May, và hơn hết là giúp cô bé điều khiển được cảm xúc. Con hết ngáo đá rồi, bố mẹ cho con đi concert của HKT nhé. Đéo, đéo và đéo. Bà Minh kịch liệt phản đối và tin rằng Maylin sẽ mất kiểm soát khi mà nhìn thấy các oppa. Mẹ yên tâm, cũng lắm là con chỉ dụng chứng thôi. Tao nói một là một, hai là xin chào, đừng để tao phải nhắc lại. May sợ mẹ quá nên đành cắn rơm cắn cỏ đi về phòng.
Cơ mà vỏ quýt dày thì đã có móng tay ngựa. Bà Minh đang tỏ ra khôn danh thì bị mẹ ganh. Chuyện Merlin biến thành gấu trúc bằng một cách rất loa phường đã đến tai bà ngoại. Bà gọi điện chỉ để báo rằng Winter is coming. Trở lại với May May và hội chị em cái khế, kế hoạch xin phép bố mẹ đã đổ bể. Merlin nhận ra đã đến lúc phải đột phá và kiếm tiền bằng vốn tự có. Tất nhiên là không phải háng banh như mấy chị celeb nào đó, mà chính là nhân dạng gấu trúc đáng yêu chiếc khăn piêu này, với mục tiêu là kiếm đủ 800 đô trước ngày 18 tháng 5 để tham gia concert của các oppa. Merlin và chúng bạn đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để lừa mẹ mình, sau đó lén lút mở những buổi offline chụp hình cùng gấu trúc. Tất nhiên là có mất phí. Sự kiện đã thu hút hàng ngàn lượt khách thập phương, trong đó chủ yếu là đến từ các khối 6, 7, 8, 9 của trường. Cảm thấy chụp hình chưa đủ cá kiếm, cả nhóm còn học tập The Next Level, in out đem đi bán. Chẳng mấy chốc, gấu trúc đỏ đã trở thành cơn sốt của giới trẻ. Có thể nói, đeo phụ kiện cosplay gấu trúc giờ là vua của thời trang. Tất nhiên là Maylin thì cũng không dám kể những điều này với mẹ. Lợi dụng điểm yếu đó, Tyler, một thằng nhóc hay gây sự với May, đã ép cô phải đến buổi tiệc sinh nhật của mình, cốt để cậu flex với bạn bè, rằng mình thân thiết với gấu trúc đỏ lừng danh. Tất nhiên, thanh niên này vẫn rất là sòng phẳng, sẵn sàng trả công Maylin 200 đô để cả nhóm đạt đủ KPI. Maylin thấy tiền thì hai mắt sáng như đèn pha, lập tức đồng ý. Thế nhưng, cô không hề biết rằng một đội quân hùng mạnh đang tiến quân từ nhà mình, không ai khác, chính là bà ngoại và các cô dì chú thím. Tất cả đến để chuẩn bị mọi thứ cho nghi lễ sắp tới. Điều này đồng nghĩa với việc Maylin không thể tham dự sinh nhật của Tyler. Mặc cho khách hứa đã có mặt đầy đủ, không thể thất hứa, Maylin giả vờ xin phép đi ngủ sớm rồi nhanh chóng luồn ra ngoài, chạy thẳng tới bữa tiệc của Tyler. Tuy nhiên, việc bị hạn chế biến hình đã đẩy Maylin vào một tình huống vô cùng khó xử. Nếu cô bé không hóa thành gấu trúc thì kế hoạch đu concert của cả nhóm sẽ đổ bể, mà Maylin thì không muốn các bạn phải buồn nên đã bất chấp biến hình để mua vui cho bữa tiệc. Đang vui giữa chừng thì cả nhóm chợt nhận ra concert của HKT diễn ra vào ngày 25 chứ không phải 18. Éo lè thay, ngày 25 là hôm tổ chức nghi lễ của Maylin. Cô bé bắt đầu mất bình tĩnh và cáu bẩn. Tyler không hề biết điều đó, ra lệnh cho Maylin xuống diễn hề cho cả bọn xem. Mày có xuống ngay đây không? Xuống làm gì rồi lại phải lên? À, tin tao mách mẹ mày không? Mách này, mày mách đi. Đây đây, tao đây, không cần mách. Bà Minh bất ngờ xuất hiện. Con dại thì cái mang. Tự nhiên bà bị đứng mũi chịu sào cho hành động bốc đồng của con. Ấy thế nhưng mà bà không hề trách Maylin. Thay vào đó là tổng xì vả hội chị em của cô bé. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì tối mà. Chỉ có dạy hư bạn là giỏi. Đúng mấy cái đứa nhà vô giáo dục. Những câu chửi tựa như những con dao sắc nhọn cứ thế cứa đi cứa lại vào cuống họng của những đứa trẻ. May may, minh oan cho chúng tôi đi. Nhưng cô bé bẩm sinh đã sợ mẹ nên cũng chẳng dám cãi lời. Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng mấy chốc đã tới ngày 25. Ba đứa trong nhóm tắc kè hoa đành phải đi concert HKT mà không có sự tham gia của Maylin, vì cô bé lúc này đang quây quần bên gia đình thưởng thức tiệc trắng máu thịnh soạn. Giờ vàng đã điểm, cả nhà bắt đầu quây thẻ hình tròn lấy trung tâm là Maylin. Nghi thức được bắt đầu với những lời hát bí ẩn để tính tâm linh Umbala Alaba Trap. Ta cùng khiêu dữ thật được mambo. Gió rồng bắt đầu nổi lên, Maylin lơ lửng giữa không trung, rồi trong nháy mắt được đưa đến một rừng trúc tâm linh. Cụ tổ tôn gì hiện ra, cùng với một chiếc gương thần. Bước qua đó là linh hồn gấu sẽ bị chia tách. Đột nhiên mày thấy đeo việc gì phải làm như thế, sở hữu thần chú trong người ngầu thế cơ mà. Và thế là nghi lễ thất bại, vì mày quyết định giữ linh thú. Mẹ Minh bảo thử thêm lần nữa xem, nhưng Maylin ứ chịu, vùng vằng bỏ đi. Trong lúc giằng co, cô bé vô tình đẩy ngã mẹ. Cô ngã không đau, nhưng đủ để thức tỉnh con quái vật đã ngủ đông bấy lâu. Không những thế, con này to gấp trăm lần con của May. Bà Minh tức tối lao đến sân vận động, nơi đang diễn ra buổi concert của HKT. Maylin lúc này thì chưa hề biết về mối họa đang ngập tới, vẫn vui vẻ hò reo cùng các bạn, nắm tay thần tượng các thứ. Thế rồi một tiếng gầm lớn phá tan bầu không khí sôi động của buổi hòa nhạc, đó chính là mẹ Minh gấu. Bà tức tối phá tan sân vận động để tìm cháu ra đứa con gái bất hảo. Maylin thấy mẹ quá đáng lắm rồi, nên liền biến thành gấu trúc đỏ, bắt tổ ra với mẹ. Con lớn rồi, con muốn đi quẩy nhạc hội, con muốn có người yêu, đừng kìm kẹp con nữa. Đúng là lời nói chẳng mất tiền mua. Mặc dù đã lựa lời để nói, nhưng mà mẹ mình vẫn gào mồm lên. Bố Jin thấy tình hình chiến sự quá là căng thẳng, liền lấy xe kẻ một đường kè bao quanh hai mẹ con. Cả nhà hiểu ý, quay tròn lại để hít. À nhầm, để thực hiện nghi lễ. Tuy nhiên, có một trở ngại, đó là mày lỡ tay đánh mẹ một cú đau điếng, lăn ra ngất xỉu con mẹ nó luôn. Tất nhiên, nghi thức thì không thể thực hiện khi mà chủ thể nằm ngoài vòng tròn. Sức mạnh gia đình lúc này mới lên tiếng, lần lượt bà ngoại và các dì biến hình thành gấu trúc đỏ, cùng nhau hợp sức để đưa mẹ mình vào trong vòng tròn. Tuy nhiên, do chủ thể quá là lớn, đòi hỏi giọng hát cũng phải to. Và đó chính là lúc giàn loa công suất lớn của sân vận động lên tiếng. Mấy đứa bạn của Maylin bắt nhịp, hòa giọng cùng các oppa HKT, vang lên thánh ca bất hủ, nàng kiểu lỡ bước. Nghi thức bắt đầu có hiệu nghiệm. Maylin, mẹ Minh và những nữ nhân khác trong nhà lập tức được đưa đến rừng trúc linh hồn. Tại đây, May bắt gặp mẹ mình lúc trẻ, đang khóc lóc đau khổ. Hỏi ra mới biết, mẹ Minh cũng là sản phẩm của sự giáo dục kìm kẹp quá mức, khiến bà không thể sống theo ý mình muốn. Maylin thấy đồng cảm nên cũng an ủi các thứ. Hai mẹ con cứ thế dắt nhau đi qua rừng trúc, cho tới khi tụ hội với bà và các dì.
từng người một bước qua tấm gương thần để rũ bỏ linh hồn cấu trúc. Đến lượt mày mày, cô bé vẫn nhất quyết muốn giữ linh thú lại. Nhưng khác với lần trước, giờ đây mẹ mình đã hiểu ra vấn đề, chấp nhận ham muốn được sống hết mình của con gái. Rừng trúc biến mất, nhưng chỗ cho thực tại tàn khốc. Gia đình mày mày phải chịu trách nhiệm tu sửa lại sân vận động, số tiền bồi thường thì khá là lớn. Tuy nhiên, việc kiếm tiền giờ đây đã đơn giản hơn rất nhiều khi khách tứ phương đổ về để chiêm ngưỡng một chú gấu trúc đỏ bằng xương bằng thịt, khiến thu nhập của cả gia đình tăng lên trông thấy. Sự việc vừa qua cũng khiến bà mình mát tính hơn, không còn kìm kẹp hay là xét nét nữa. Mày mày cuối cùng cũng được sống với đúng đam mê của mình. Hết phim, tôi đánh giá phim này rất phù hợp để xem với gia đình, nên tôi chấm phim này điểm cực đom. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên đăng ký các kênh thuộc hệ thống The Reviewer và mua áo của The Next Level. Một lần nữa, tôi là Lele. Xin chào và hẹn gặp lại.